Bản nhạc nền quen thuộc ấy đã lại vang lên, đi kèm một intro mới có rất nhiều chi tiết đáng để mổ xẻ, nên tớ sẽ vào việc luôn bây giờ đây. Hiện ra trước mắt chúng ta là Valyrian Freehold, quê hương đã bị tàn phá từ hàng trăm năm về trước của những lãnh chúa rồng. Nhưng câu chuyện mà đoạn intro này muốn kể không phải là về Valyria, mà là về huyết thống hoàng tộc của nhà Targaryen, với điểm bắt đầu là Aegon Targaryen. Trên chiếc bánh răng đầu tiên, ta thấy hình ba con rồng, khắc họa thời khắc lịch sử mà Aegon và hai người vợ của mình là Rhaenys và Visenya đáp xuống Dragonstone trên lưng ba con rồng của họ. Để được nghe chi tiết về sự kiện này, hãy xem video về Aegon Targaryen của chúng mình nhé! Trên bánh răng này có hình vương miện, tượng trưng cho Aegon đệ nhất, vị vua đầu tiên của bảy vương quốc. Từ Aegon, máu chảy từ từ tới hai bánh răng của Visenya và Rhaenys, rồi đi tiếp từ Rhaenys, bởi vì con trai của Aegon và Rhaenys là Aenys sẽ nối dõi cha và trở thành vị vua Targaryen thứ hai. Biểu tượng của Rhaenys là đầu rồng bị xuyên thủng bởi mũi lao, ám chỉ cách mà quân đội Dorne đã bắn hạ con rồng Meraxes của bà, khiến cả hai bỏ mạng. Máu chảy tiếp tới Aenys với biểu tượng là chiếc vương miện bị dao đâm, có lẽ để ám chỉ việc dòng dõi Aenys đã bị cướp ngôi sau khi Aenys qua đời. Kẻ cướp ngôi đó là Maegor, người em cùng cha khác mẹ của Aenys, và intro đã bỏ qua luôn vị vua thứ ba không chính thống này. Thay vào đó, máu chảy thẳng tới đứa con út của Aenys là Jaehaerys đệ nhất, người đã lên ngôi sau cái chết của Maegor. Biểu tượng của Jaehaerys là chiếc vương miện ông đội trong tập đầu tiên. Cùng người vợ và em gái của mình là Alysanne, Jaehaerys có 9 đứa con sống đến tuổi trưởng thành. Và như chúng ta đã biết, đây là khởi nguồn của vấn đề thừa kế nhà Targaryen và là lý do cho đại hội đồng tại Harrenhal ở đầu series. Tiếp theo là Baelon, người thừa kế của Jaehaerys với huy hiệu bàn tay của vua, và Alysa, vợ và em gái ông. Đường máu từ họ lại tách làm hai, đó là hai đứa con trai của họ, Viserys và Daemon. Ở phía xa, ta thấy biểu tượng nhà Velaryon của Corlys, gần hơn là Rhaenys và sau đó là đứa con của họ, Lyanna hoặc Laenor Velaryon. Tiếp đến là vua Viserys với chiếc vương miện của ông mình và Aemma với biểu tượng nhà Arryn. Một cách thú vị, dòng máu chảy ra từ bên trái bánh răng của Viserys đã hé lộ luôn cái kết của tập 2 khi ám chỉ việc vua Viserys sẽ tái hôn. Có thể nhìn ra ngay huy hiệu bàn tay của vua tượng trưng cho Otto và biểu tượng nhà Hightower cho Alicent. Intro tạm dừng lại ở Rhaenyra với biểu tượng là mặt dây chuyền mà Daemon đã tặng cô trong tập trước. Ở góc toàn, ta cũng nhìn ra được thêm vài chi tiết thú vị, nhưng nó có spoiler cho những tập sau nên tớ sẽ dừng ở đây nhé. Nhưng dù rẽ đi đâu thì rồi tất cả máu nhà Targaryen cũng tụ về cùng một điểm, đó là chiếc hố lửa với biểu tượng ba con rồng, thể hiện đúng tinh thần của nhà Targaryen và khẩu hiệu của họ, đó là Fire and Blood, máu và lửa. Sâu xa hơn, có thể nó ám chỉ rằng nhà rồng đang quá mạnh, và với số lượng nhà Targaryen đang nhiều nhất trong lịch sử thì một tai họa đẫm máu là điều gia tộc này không thể tránh khỏi. Và nếu không ngại spoilers và muốn nghe chi tiết về tai họa đó thì hãy xem video vũ điệu của bầy rồng của bạn mình nhé. Tập 2 bắt đầu 6 tháng sau tập 1 và mở ra với cảnh tượng kinh hoàng nơi những thủy thủ của Westeros bị đóng đinh ở bãi biển và chờ đợi cái chết trong sự đau đớn tột cùng khi bị những con cua gặm xé từng miếng da, miếng thịt. Đứng sau tội ác này chính là Crab Feeder hay người nuôi cua, kẻ mà theo đúng dự đoán của Corlys ở tập trước, đang ngang nhiên cướp tàu của Westeros và tàn sát thủy thủ đoàn một cách không thể man dợ hơn. Một cách không rõ là vô tình hay cố ý, phim khiến ta bật cười khi ngay sau những tiếng gào thét thảm khốc, ta lại được nghe về giây phút ra đi êm ái của Sir Rhaem, chỉ huy đội vệ vương. Nhưng có một người không thể cười, đó là Corlys Velaryon. Tình thế tại Stepstones đang ảnh hưởng trực tiếp tới nhà Velaryon, nhưng một lần nữa, yêu cầu ra quân dẹp loạn của Corlys bị bác bỏ, bởi nhà vua không muốn là người đầu tiên trong lịch sử khơi mào một cuộc chiến với những thành phố tự do. Corlys nói thêm về việc Daemon đã chiếm đóng Dragonstone của nhà Targaryen hơn nửa năm với không một hậu quả, và rằng sự rộng lượng này của nhà vua sẽ chỉ thêm khuyến khích những kẻ thù của ngai sắt. Rhaenyra tán thành với Corlys rằng ngai sắt rất cần một nước đi mạnh tay để thể hiện uy quyền. Tuy nhiên, những ánh nhìn của cả hội đồng khi cô lên tiếng đã nói lên tất cả. Đã là 6 tháng kể từ ngày mọi lãnh chúa lớn nhỏ quỳ gối trước con gái của vua Viserys, nhưng trong mắt tất cả, đặc biệt là nhà vua, Rhaenyra vẫn chỉ là một cô gái bé bỏng. Cô được giao một nhiệm vụ ít hậu quả hơn là lựa chọn thành viên mới của đội vệ vương. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của Otto Hightower, Rhaenyra lựa chọn hiệp sĩ Kristen Cole. Dõi theo Rhaenyra từ đằng xa là công chúa Rhaenys, người chắc hẳn nhìn thấy ở sự ương ngạnh của Rhaenyra bóng dáng của mình thời trẻ. Cảnh vua Viserys nói về mô hình Valyria cổ đại bằng đá của mình hé lộ rất nhiều về con người ông. Không chỉ thuần thục lịch sử, Viserys còn có cái nhìn rất thú vị về vai trò của giới cầm quyền trong những trang sách sử. Ta đã nghe được về điều này trong những lời căn dặn của ông với Rhaenyra cuối tập trước, và nay được thấy nó rõ hơn khi ông từ chối nhận công trạng cho mô hình của mình, mà thay vào đó dành hầu hết sự tán dương cho những thợ đá đã vất vả biến những kế hoạch của ông thành hiện thực. Có thể thấy, dòng máu mà ông nói là quyền quý nhất và khả năng kiểm soát loài rồng của nhà Targaryen không khiến cho vua Viserys đặt mình ở trên những người khác. Và lập luận của ông về những người thợ đá chắc hẳn không chỉ để ám chỉ mô hình,
mà có vẻ như ông tin rằng nền văn minh vĩ đại một thời của những lãnh chúa rồng mang nhiều phần may mắn hơn và có được chủ yếu là nhờ mồ hôi, nước mắt của những người lao động. Nhưng liệu sự khiêm nhường này có làm nên một vị vua tốt? Trong khi đó, Rhaenyra đang cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết khi người cha thì chưa chịu mở lòng với mình, còn Daemon thì đã rời đi. Thật may là cô vẫn còn người bạn thân nhất. Alicent từng bước cởi bỏ xiềng xích tâm lý của hai cha con và giúp hai người xích lại gần nhau. Một khoảnh khắc đẹp giữa hai người bạn thân, nhưng nó sẽ chỉ khiến sự hé lộ ở cuối tập thêm phần cay đắng. Trong khi đó, Corlys Velaryon và Rhaenys Targaryen đi một nước mạnh tay trên bàn cờ vương quyền khi đề xuất hôn ước giữa nhà vua và đứa con gái chỉ mới 12 tuổi của họ, Lyanna Velaryon. Đây là lúc để nói đôi điều về nhà Velaryon. Đúng như lời của Corlys, nhà Velaryon cũng có nguồn gốc từ Valyria cổ đại và họ còn tới Westeros trước cả nhà Targaryen. Tuy nhiên, việc là một trong hai gia tộc Valyria duy nhất còn sót lại không phải lý do mà họ là gia tộc quyền lực thứ hai ở Westeros. Như những bộc bạch của Corlys ở cuối tập, dù được xem là gia tộc thấp cấp hơn tại Valyria vì không kiểm soát được loài rồng, thì họ đã khẳng định giá trị của mình trên biển khơi và sở hữu một hạm đội hùng mạnh đã luôn chiếm một phần không nhỏ của hải quân hoàng gia. Và kể từ ngày thuyền Velaryon chở quân của Aegon đệ nhất qua vịnh Blackwater tới Westeros, thì tước hiệu Master of Ships hay tổng quản thuyền bè đã luôn thuộc về một người mang họ Velaryon, tới mức vị trí này được coi như là di truyền. Cá nhân Corlys cũng là một nhân vật xuất chúng khi thuyền của vị thủy thủ tài ba này đã cập bến những ngõ ngách xa xôi, hẻo lánh nhất của thế giới và đem về những của cải giúp đưa họ trở thành một trong những gia tộc giàu có nhất của Westeros. Vì vậy, dẫu có bao nhiêu nghi vấn về giá trị của dòng máu Valyria, thì vua Viserys cũng không thể phủ nhận đây là một sự kết duyên hoàn hảo nếu ông biết nghĩ cho sự an nguy của vương quốc mình. Việc từ chối Corlys còn có thể khiến ông mất đi người đồng minh quyền lực nhất, thứ mà ông không thể để xảy ra, nhất là ở giai đoạn có phần đáng bất ổn của vương triều ông. Cú huých của Alicent giúp Viserys và Rhaenyra đi những bước đầu tiên trong việc mở lòng với nhau, nhưng nỗ lực này chưa thể thành công khi Viserys vẫn chưa sẵn sàng lắng nghe con gái mình. Rhaenyra ở thời khắc này dường như nhận ra rằng chỉ lý lẽ thôi là không đủ để cô được vua cha công nhận. Nhưng cũng thật khó để trách Viserys khi tâm trí ông hiện đang ở một nơi khác. Trong lúc điều trị vết thương ở cuối tập trước bằng roi, ông thỉnh cầu lời khuyên của những người thân cận nhất về đề nghị của nhà Velaryon. Tu sĩ tối cao thì cho rằng đây là một quyết định quá dễ dàng. Ông nhìn Otto như thể biết rằng đến bàn tay của vua lần này cũng khó mà đưa ra được một lập luận nào khác. Thế mà Otto vẫn tìm được cách để khiến nhà vua phải đắn đo. Quả là cao thủ. Sự đắn đo này gia tăng gấp bội ở phân cảnh ngay sau đó. Đã được nghe về tuổi của Lyanna không chỉ một lần, nhưng vẫn không ai là sẵn sàng cho sự sai trái của phân cảnh này. Thử hỏi, vua Viserys còn cảm thấy thế nào? Thứ duy nhất ta cần ghi nhớ ở đây là con rồng Vhagar mà Lyanna nhắc tới. Là một trong ba con rồng từ thời chinh phạt, thú cưỡi của công chúa Visenya đã tham gia cả trăm trận chiến lớn nhỏ, và sau cái chết của Balerion, hiện Vhagar là con rồng lớn và mạnh nhất trên thế giới. Và tin vui là chúng ta sẽ được gặp con rồng bá đạo này ở một trong những tập sắp tới đấy. Rhaenyra ngắm nhìn quyền thừa kế của mình lọt qua kẽ tay, và tại đây, ta có một cuộc đối thoại ca khịa đậm chất Game of Thrones giữa hai nữ hoàng, tương lai và không bao giờ. Mỉa mai nhau là vậy, nhưng Rhaenys có vẻ như đang thực sự nghĩ cho cháu mình, và tất nhiên là một người chơi cao tay trong trò chơi vương quyền, và không có lý do gì để gây thù chuốc oán với một người chơi mạnh như là Rhaenyra. Cảnh này có vẻ là điểm bắt đầu cho mối quan hệ cô trò giữa hai nữ hoàng, và ở Rhaenys, Rhaenyra khó mà tìm được một đồng minh nào tốt hơn về cả sức mạnh lẫn bề dày kinh nghiệm, là những thứ mà cô sẽ rất cần trong trận chiến tranh giành ngôi báu rất dễ xảy ra sắp tới. Nhưng dù cao tay mấy thì họ cũng không thể ngờ rằng có một người chơi rất mạnh khác đang lọt qua tầm ngắm của họ, phần lớn vì người chơi đó còn chẳng biết mình đang chơi. Đó chính là Alicent, người vừa ghi điểm cực mạnh không chỉ bằng sự chân thật mà cả tinh tế khi cô đã sửa chữa con rồng đồ chơi của nhà vua. Hội đồng nhỏ được một phen đau đầu một lần nữa vì Daemon, người sẵn đã hoạt động ngoài vòng pháp luật, nay còn cưới vợ hai là một cô gái điếm, có con với cô ta, mời nhà vua đến dự đám cưới và còn cướp một quả trứng rồng cho đứa con tương lai của mình, lại còn là quả trứng từng được lựa chọn để đặt vào cũi của hoàng tử Baelon quá cố nữa chứ. Có khác gì sát muối vào vết thương của anh trai mình? Nếu các bạn chưa biết, thì việc đặt trứng rồng vào trong cũi của những hoàng tử, công chúa là truyền thống của nhà Targaryen để giúp hình thành mối liên kết giữa những con rồng và chủ nhân tương lai từ khi chúng còn bé. Như vậy, từ góc nhìn của hội đồng nhỏ, hành động của Daemon không khác phản động là mấy. Otto, dù chưa có kế hoạch cụ thể nào, vẫn xung phong thay nhà vua tới Dragonstone hỏi tội Daemon. Đùa thôi, chứ Otto có khi nào là không có kế hoạch. Ta được nhắc nhở về điều đó khi ông tiếp tục yêu cầu con gái ở gần nhà vua. Hóa ra, Alicent cũng không vui vẻ với vai trò này chút nào. Chúng ta tới Dragonstone, nơi mà Otto thể hiện rõ ý đồ của mình, đó là ông chả muốn đi đến thỏa thuận nào cả. Và cũng đúng thôi, việc gì ông phải giải quyết vấn đề này khi mà kẻ thù lớn nhất của ông sẵn đang xa cách nhà vua hơn bao giờ hết về cả địa lý lẫn tinh thần. Kristen Cole được trao cơ hội không thể ngon ăn hơn để cà khịa lại Daemon. Còn Daemon như thể muốn bị bẽ mặt vậy, chứ ai lại đi xúc phạm người đã từng đánh bại mình cơ chứ?
và cứ tưởng Damon đang ủ âm mưu thâm độc gì, nhưng hóa ra anh chỉ gửi thông báo fake để được nói chuyện mặt đối mặt với anh trai mình, chứ chả có đám cưới hay đứa con nào ở đây cả. Cuộc đối thoại của anh sau đó với Missaria gợi nhắc chúng ta về mối quan hệ giữa Tyrion và Shae trong Game of Thrones, chủ yếu là vì sinh tồn và chưa rõ bao nhiêu phần là tình yêu. Kế hoạch của Order Hightower đổ bể khi Rhaenyra xuất hiện cùng Syrax và một cách thông minh giành lại được quả trứng với không một tổn thất nào. Cô biết thừa rằng chú mình dù ngông cuồng đến đâu nhưng sẽ không bao giờ làm hại gia đình mình dù là trong trường hợp nào. Sự thành công tại Dragonstone khiến công chúa tự tin hơn bao giờ hết. Không còn hoài nghi về khả năng của bản thân, Rhaenyra đối diện với những lời trách mắng của vua cha với sự điềm đạm và cuối cùng cũng được ông công nhận. Khoảng cách giữa hai cha con đã bị xóa bỏ, ít nhất là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Và dù không muốn, nhưng cuối cùng Rhaenyra cũng khuyến khích được vua cha tái hôn một cách đầy chân thành. Nhưng Rhaenyra nào đã biết cha mình sẽ chọn ai? Một cách dễ hiểu, mọi sự cảm thông mà Rhaenyra dành cho cha mình dường như biến mất trong khoảnh khắc mà ông sướng tên Alicent Hightower làm vợ sắp cưới của mình. Và như vậy, với không một lời dặn trước, ông đã tước đi từ đứa con gái sẵn đang đơn độc của mình người bạn thân nhất. Và làm sao họ còn có thể làm bạn khi Alicent vừa đã trở thành mẹ kế của cô, vừa sẽ sinh hạ cho nhà vua những đứa con trai trực tiếp cạnh tranh với cô về quyền thừa kế? Phản ứng của Corlys cũng không phải là khó đoán, khi đây đã là lần thứ 3 mà ngài sát khước từ gia tộc ông. Ông rời bỏ không chỉ căn phòng mà hẳn là cả ghế ngồi của mình ở hội đồng nhỏ. Và trong phân cảnh cuối cùng, ta đến với quê nhà của ông ở Driftmark, nơi Corlys kể lại về lịch sử nhà Velaryon và giải bày những ấm ức với mục đích thuyết phục người mà ông mong sẽ trở thành đồng minh mới của mình, Daemon Targaryen. Không ưa sự nhiều lời, cũng không cho phép ai khác xúc phạm anh trai mình, nhưng Daemon biết rằng lời đề nghị của Corlys hấp dẫn đến nhường nào. Việc dẹp loạn ở Stepstones dù chủ yếu là có lợi cho nhà Velaryon, nhưng có thể mang lại cho Daemon sự giàu có, cùng với thứ mà anh khao khát hơn cả, đó là vinh quang. Liệu tập 3 có chứng kiến Daemon cưỡi Caraxes ra trận? Và liệu Crabfeeder có phải một đối trọng cân xứng của anh? Ta phải chờ đến hết kỳ nghỉ lễ thôi thì mới biết được. Và đó là tập 2 mà tớ phải thừa nhận rằng tớ thích hơn cả tập 1. Ít thứ khiến tớ hào hứng hơn khi xem một bộ phim bằng những câu thoại khiến người xem phải đào sâu để tìm ra ý nghĩa sâu xa ẩn sau những câu từ. Bởi có mấy ai là nói thẳng những điều họ đang thực sự suy nghĩ. Và ai ngờ là một tập không nhiều Daemon, không tình dục và cực ít bạo lực lại có thể hấp dẫn tớ như vậy chứ. Được Daemon nhường sân khấu, những nhân vật nữ đã không bỏ lỡ giây nào để tỏa sáng. Và sau tập này, tớ thực sự hào hứng được xem thêm những phân cảnh của Rhaenyra với Alicent, rồi là Rhaenyra với Rhaenys nữa. Còn bạn thì sao? Bạn ấn tượng với cảnh nào nhất của tập 2? Nghĩ sao về intro của House of the Dragon? Và có chi tiết nào muốn chúng mình giải thích kỹ hơn trong video sắp tới không? Hãy để lại comment nhé! Cảm ơn các bạn vì đã xem và chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ! May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.